Rồi, Điện Máy Làm Việc xin được kính chào anh em. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bác cái mẫu máy cắt bàn, cắt sắt bàn. Đấy, máy cắt sắt bàn, mã của nó là CTR3355, thương hiệu Katorec, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Thái Lan nhé. Công suất của nó đây ạ, 2680W, sử dụng điện 220V và sử dụng đĩa cắt 355mm anh em nhé. Đĩa 3 tấc rưỡi. Đấy, hàng cực đẹp, cực chất lượng. Cân nặng của máy không là 12 kg nhá, hơn 12 cân anh em ạ. Đấy, đi kèm với nó thì có bộ tháo mở này và hai cái chổi than để anh em sơ cua này, sách hướng dẫn. Đó. Cái đế của nó rất là dày dặn luôn. Đấy. Hàng này thì bên em chuyên bán cho các bác làm thợ nhá. Thợ sắt, thợ nhôm. Đấy, mình dùng gia đình thì tuyệt vời rồi. Thông số của nó đây ạ, công suất 2680W, sử dụng đĩa 3 tấc rưỡi. Đấy. Đây, ngay cả phích cắm của nó cũng là phích công nghiệp 16A, rất là chắc chắn. Đây anh em thấy không ạ? Đế của nó cực dày, cực chắc chắn luôn, thép cực dày luôn ạ. À, bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác có nhu cầu đặt hàng cứ điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0943 733686. Ngoài ra thì bên em còn phân phối rất là nhiều các cái dòng máy cắt tay, máy cưa, máy hàn. Đấy, máy đồ pin rất